bốn màu ca sa. Ở trên hình ảnh của một con người Lê Anh Tú, Thích Minh Tuệ. Mình nhìn kỹ ra bốn màu đó, bốn màu đặc sắc đó. Tại sao như thế? Khi mà Tổ Minh Đăng Quang ngày làm Phật, ngày có viết rõ trong tứ diệu pháp, dạy mình lượm dạy bỏ đầu đài thành áo, nhuộm hoàng lại một màu. Còn hôm nay thì Minh Tuệ không có tiền để mua thuốc nhuộm và không có nồi niêu trụ chuyện để nấu, thành ra không có nhuộm thành một màu. Lúc đầu sư thấy như vậy, sư nói rằng cái đó là chưa đúng với Phật Minh Đăng Quang chỉ dạy, cho nên sư cũng còn lơ là. Là tại vì sự hiểu của sư nó còn nông cạn quá, hiểu đâu có tới nổi được cái phẩm của ngài Minh Tuệ hiểu. Cho nên hôm nay ngài mang trên người mình thấy xanh vàng đỏ trắng ha, xanh vàng đỏ trắng. Thế là bốn màu này nó ẩn dụ cho cái mà ngày hôm nay đất nước Việt Nam mình có giáo hội Phật giáo của Việt Nam kiện toàn lành mạnh trên một đất nước thống nhất. Thì cái thành tựu Phật giáo này đó, nó song hành đối với đất nước dân tộc mấy ngàn năm qua lần. Và hôm nay Việt Nam xứng đáng hưởng cái gọi là cao nhất của thế giới. Cái cậu tùng cao nhất của thế giới đó là phấn tạo đầu đà bộ hành Việt Nam, Thích Minh Tuệ Phật. Mình thường niệm là Minh Tuệ Phật đầu đà phấn tạo bộ hành Việt Nam. Thì cái này đó là cái trên hình ảnh mà mình có thể nhìn kỹ ha, là bốn màu. Bốn màu đó là muốn nói lên bốn hệ Phật giáo Việt Nam. Nếu như Phật giáo Việt Nam mà sớm kết nạp cái hệ phái đầu đà là giáo chủ thuộc về Minh Tuệ ngày nay, và những người đi theo Minh Tuệ được học pháp, được pháp luật che chở, được giáo hội hộ pháp, thì làm cho ba cái hệ kia gọi là Thinh Văn Duyên Giác đó, Thinh Văn Duyên Giác Bồ Tát đều là biết cách làm Phật. Và cách làm Phật như Minh Tuệ là rốt ráo là theo chân của giáo chủ Ta Bà Thích Ca Mâu Ni. Vì vậy cho nên ngày hôm nay mình nghe để nắm rõ bốn cái màu áo tuyệt vời. Minh Tuệ bốn màu ca sa, Ni sư Quỳnh Liên có sáng tác cái bài dân y ca sa đó. Ca sa quay đức chi bằng sắc vàng thanh bạch của hàng sa môn, nói gương từ phụ thế tôn. Nghe nó hay lắm, êm đềm lắm, Ni sư Quỳnh Liên. Thì hôm nay cái mùa ca sa mà sư hưởng 60 năm qua đó, năm nào Phật tử cũng dân y, Tổ Minh Đăng Quang ngài có dạy nó là khi mà nghĩ đến cái ăn thì đến giờ ngọ vừa đói bụng thì vừa có Phật tử xuất bát. Nghĩ đến cái mặt thì một năm đó áo đã mặc nhiều năm rất rã, thì hôm nay nó tới nó mùa dân y, Phật tử dân y ăn mặc có Phật tử lo. Rồi bây giờ tới chùa tịnh xá thì có Phật tử lo đóng góp tiền bạc. Phải nói là Phật tử mình là Bồ Tát. Bồ Tát công quả một ngày, hai ngày, ba ngày Bồ Tát theo sát như ban hộ niệm, như vậy quá hay. Hay ban quản trị, ban hộ niệm, ban hộ tự, mình thấy quá dày đặc. Thành ra sư thấy đó là cái điều quá hay mà. Vì thế cho nên trong cái thời điểm mà ba cái hệ phái đầu đó, Thinh Văn Duyên Giác và Bồ Tát này đó, là tam hiền. Tam hiền để tu chứng tứ thánh là tu đạo quần, tư đạo hàm, a na hàm, a la hán. Thì cái a la hán là cái thứ tư. Tu đạo quần, tư đạo hàm, a na hàm là ba, cho nên Thinh Văn Duyên Giác Bồ Tát là ba, cái thứ tư là a la hán. A la hán là phải trong sạch quá. Thì con người của Minh Tuệ ngày nay trong sạch quá luôn. Do đó cho nên một con người trong sạch như vậy là xứng tánh gọi là đại a la hán. Việt Nam Minh Tuệ mở ra đầu đà. Thật ra đây là bài cũ, cái con đường cũ mở ra, thấy mới, gọi là chuyện cũ dở ra mới đó thôi, chứ sự thật đâu phải mới đâu. Theo lời Phật Thích Ca cũng như là theo lời Phật Minh Đăng Quang, ngài cũng nói là mười phương ba đời chư Phật đi làm con đường một thôi. Bốn hệ phái gốc thuận hòa, đây là vấn đề đặt ra để mọi người thấy. Nếu mà thuận hòa thì nước nhà Việt Nam của mình trở nên thánh quốc, là Phật Việt Nam Phật quốc, Việt Nam Phật quốc. Mà ở bên Ấn Độ có ngài Quyền Diệu đó,
À, đặt cái tên là Việt Nam Phật Quốc Tự. Thế cho nên cái Phật Quốc ở tại Việt Nam ngày nay, tự nhiên các tôn giáo bạn ai ai cũng quý kính, ai ai cũng quy về, thì trên hình ảnh một con người mà Ngài Minh Tuệ đã mang đủ bốn màu. Thành ra mọi người nhìn kỹ ha, nhìn kỹ, xanh vàng đỏ trắng là tượng trưng cho bốn hệ phái là Bắc Tông, Nam Tông, Khất Sĩ và Đầu Đà, bốn hệ phái, bốn màu áo. Thì cái màu áo sâu nhất để làm thành Phật cao thượng nhất đó là phân tạo. Vẻ vang tứ quý tăng già Như Lai, tức là người con Phật, người xuất gia tu hành mang y quẻ bát đi làm Như Lai sứ giả, là truyền cái ánh đạo vàng hàng ngày sứ đi đó. Nay con hành y bát hạnh xuất gia giải thoát, trì bình truyền đạo vàng, thân tâm được nhẹ nhàng cúng dường cho thế giới, được thấy hình ảnh Phật. Xin tứ bảo gia trì, mỗi bước chân con đi, đất chuyển hóa thành vàng, người chuyển hóa thành Phật. Vạn vật thành thánh hiền, cúng dường được phước điền, thấy nghe đều có duyên, nương về ngôi tứ bảo học đạo để tu hành, tương lai sống thành Phật. Xin tứ bảo chứng minh. Sư đi 48 tiểu bang Mỹ và 63 tỉnh thành, 759 quận huyện Việt Nam, xin nguyện như vậy hết, đi tới đâu cũng nguyện như vậy hết. Hàng sứ giả mở khai lối sống, đây là lối sống Phật ha, không phải thinh văn, không phải dương giác, không phải Bồ Tát. Bắc Tông, Nam Tông, Khất Sĩ đều là thinh văn, dương giác, Bồ Tát. Và hôm nay hạnh Phật ra đời, đó là Đầu Đà Vô Hành, Thích Minh Tuệ. Màu y bát nuôi giống huệ lành, tức là cái bát này để nuôi thân, để cho sự sống đúng theo cái tinh thần, nuôi dưỡng cái trí tuệ. Việt Nam đủ bốn sở hành, tức là đi theo Phật, hành đạo theo Phật. Và bây giờ ai cũng biết rồi ha, muốn theo Phật thì phải đầu trần, chân đất, ăn ngọ, ngủ ngồi, khất thực từ nhà. Đấy, và bộ hành xuyên suốt cuộc đời, như Đại sư Ca Diếp năm nào bên Ấn Độ. Tùy duyên giáo hóa mỗi cành nở hoa, tức là tùy theo hoàn cảnh nhân duyên, mình gặp Bắc Tông, mình tu theo Bắc Tông. À, Đầu Đà, áo nâu, áo đà, để đời mình cũng niệm Phật. Cho nên là cái đó là cái tu hiền, cái cơ sở đầu tiên, thinh văn học đạo. À, học ra tới ba lớp, mà tiểu học, trung học và đại học là thinh văn. Duyên giác là bên đọc bộ hành, đọc cư tịnh độ ở bên Nam Tông, là người ta phải hành thiền để đạt đạt đạo quả, hành tứ niệm xứ. Rồi đến khất sĩ là Bồ Tát, nghĩa là vừa hành đạo vừa cứu đời, trợ duyên giúp đỡ tăng già sứ Phật đất vàng là đây. Hoa bất diệt Thích Ca Phật Tổ mà giống Bồ Đề bến đỗ Việt Nam, tức là năm xưa Đức Phật mở cái gốc ở bên Ấn Độ, hôm nay cái ngọn tàn lá đã che phủ tới Việt Nam, mở con đường mới nhờ Minh Tuệ vạch ra. Mục tiêu chuyển hóa lòng tham trở thành hỷ xả đi làm thánh nhân, tức là tập bước đầu mình vào ở trong Bắc Tông là thánh nhân, Nam Tông là thánh nhân, Khất Sĩ là thánh nhân, thinh văn viên giác Bồ Tát là ở đây rõ ràng. Hay làm sao đó, trên hình ảnh của Minh Tuệ mang đủ bốn thành phần này. Bốn hệ phái canh tân tứ thánh, đó là bốn hệ phái là xứng danh tứ thánh. Mình xuất gia nhập vào là tứ thánh rồi, nhưng mà mình có làm trọn hay không, làm trọn á là thi đậu đó mới hay. Bốn lớp tâm linh chánh hiện hành, đó là bây giờ mình phải biết được cái sự tu tâm linh là ở chỗ xuất gia theo bốn hệ phái, Bắc Tông, Nam Tông, Khất Sĩ và Đầu Đà. Đây là một cái đặc sắc mà ít ai thấy lắm. Minh Tuệ phát giác làm thành, đây là cái hệ phái thứ tư, chỉ có Minh Tuệ mới làm được, mà không có ai làm nổi hết. Tập kinh đất Việt nở cành bốn hoa, cái cành Phật giáo, cái gốc Phật giáo mà nó ra được bốn hoa, hoa Bắc Tông, hoa Nam Tông, hoa Khất Sĩ và hoa Đầu Đà Vô Hành, tuyệt vời. Hoa Bắc Tông thiền na tịnh độ, thì bây lâu nay mình thấy đó, niệm Phật tịnh độ ha, thì cả nhà sư Ấn Quang đó, niệm Phật cầu vãng sanh có vô lượng, kinh vô lượng thọ, kinh A Di Đà đó, nói tịnh độ rõ ràng, lấy cái gốc căn bản mà đó là con đường thinh văn ban đầu.
qua Nam Tông Thượng Lộ Mật Thiền, tức là đi thẳng vào con đường thiền để mà cứu cánh theo phép tứ niệm xứ, và Đức Phật đã dạy tứ diệu đế rõ ràng. Qua Khất Sĩ Tổ Chân Truyền, tức là mình thấy rõ 50 năm nhị tổ giác chánh, người gọi là Phật giác chánh, duy trì 50 năm trời. Thì cái này đó, nhờ cái công đức chân minh truyền lại cho Minh Đăng Trí, Minh Đăng Quang, Bích Quán đó, ba vị đệ tử của Ngài Phật Chân Minh đó, rồi kế thừa sự nghiệp nối dài, là ngày dài nhất là Phật giác chánh là 50 năm, từ 54 đến 2004. Qua Đầu Đà Phật Thánh Hiền Đồng Tu, thì hôm nay mình thấy rõ được sự giác viên rất là vui mừng, rất là hoan hỷ, rất là mang ơn công đức của Ngài Minh Tuệ, diễn đạt một cách rất là hay, vượt hết mọi khó khăn để không còn cái rào cản nào nữa, với cái thời gian 6 năm bộ hành thành công tốt đẹp. Bồ Tát bị lu bu nhiều mặt mà không trừ được cái thằng giặc trong tâm, tham lam sân giận nhiều mầm, tình tiền mê hoặc dập bầm xưa nay. Đây, cái mà Bồ Tát làm thì đấu tranh với cái tư tưởng rất là lớn, hy sinh cho đời, làm chùa mở đạo tràng để mà giúp đỡ cho tất cả mọi người. Nhưng mà không ngờ Phật tử, cư sĩ, bá tánh là giúp đỡ cho Bồ Tát nhiều hơn là Bồ Tát giúp đỡ cho chúng sanh. 60 năm sư thấy rõ điều đó. Ngày hôm nay sư vẫn còn ăn bám các Phật tử đây. Mười phương Phật đường ngay có một, tức là xưa nay mười phương chư Phật đều có một đường bộ hành, mà mình đi qua ba chặng đường quá khó ha, Bắc Tông, Nam Tông, Khất Sĩ, vượt không lên, bây giờ đến bộ hành là cao siêu hơn. Lực bộ hành cùng tột xuất gia Ấn Độ có Phật Thích Ca Minh Tệ làm Phật nước nhà Việt Nam, từ bên Ấn Độ kéo dài qua tới hôm nay, làm sáng tỏ, làm sáng giá cho dân tộc Việt Nam, bởi vì dân tộc Việt Nam quá đau khổ rồi, bị mình thấy là Pháp, Nhật, Mỹ, Miên, Tàu đánh liên tục, đánh không cho ngơ nghỉ. Thành ra hôm nay được hưởng cái quả nhẫn nại nhịn nhường đó, thành công đó. Đồng xả bỏ lòng tham sân giận, tức là ngày hôm nay nhà nước gọi là ngoại giao cây tre đó, là kết bạn cùng năm châu bốn biển, tiên đề là hai bên cùng có lợi, không có hại bên nào cả, không có gian lận gì cả, quá tuyệt vời ha. Đã trút hết thù hận sạch tâm, hôm nay cái tâm của người Phật tử ấy, khi mà thấy cái đoàn của Minh Tệ đi bảy mươi mấy người, người ta trải qua, người ta rọi qua, người ta quét lá, người ta tưới nước, người ta cung kính, người ta lễ bái đó, cái tâm của người Phật tử mình thấy mạnh ghê chưa. Minh Tệ thoát kiếp mê lầm, muôn dân bá tánh mến thầm tu theo. Nếu như mình không có cái sự mà ngăn chặn cái đường đi của Minh Tệ đó, nếu mà để cho Minh Tệ đi tới hôm nay á, thì từ tháng 6 đến tháng 9 3 tháng đó ha, là nhất định không phải 72 người nữa đâu, mà là 707.000 người. Theo sư thấy đó, có khả năng 700 đến 7.000 người đi theo, và hàng triệu tín đồ Phật tử đi theo hộ pháp. Quá tuyệt vời. Pháp Đầu Đà hạnh nghèo cùng tận. Đây sự nhấn mạnh là nghèo cùng tận, là Phật Thích Ca Mâu Ni là giàu tốt đỉnh mà xuống làm nghèo cùng tận để đi nhà vua cự nữ đó, thấy không? Ngài có biết tôi là vua không? Tôi có khả năng đâu mấy chục ngàn, tại sao ngài vẫn đòi đi khất thực sinh đăng như vậy, làm nhục nhã cho Thích Ca? Phật nói vua làm là đúng, phụ hoàng làm là hay, nhưng mà đây là việc làm Phật phải bộ hành như vậy đó. Lực bộ hành hết giận mới đi, còn người ta còn ôm đồm cái cố chấp phiền não giận hờn là không bao giờ đi rời khỏi chùa được đâu. Xin nói lại lần nữa ha, người ta còn ôm đồm cố chấp giận hờn bảo thủ đó, không bao giờ rời khỏi chùa đi được đâu. Trí lượm vải bỏ mây, nhớ hàng đây là trí cha mây ý thích nè, thích cái gì mà rác rưởi nó thôi, nó thối, nó dơ bẩn mà mang vô trong người mình là ngứa ngáy, là đủ thứ, là sợ bệnh lây nhiễm đủ thứ hết trơn, là lây di trùng. Nhưng mà không ngờ Minh Tệ chấp nhận mới đi bộ hành,
mang y phấn tảo, mượn nồi cơm điện, theo 13 hạnh đầu đà và bộ hành 6 năm. Thì mình thấy cái này, một con người đủ sức mang cả bốn màu, ca sa phải không? Nay giáo hội mạnh lành bốn hệ, đủ bài bản kinh kệ bốn phần, duyên đâu theo đấy tập dần, tiểu học, trung học, rất cần mở ra. Thật sự mà nói, cái lớp thinh văn đó là bên Bắc Tông người ta thấy rất là rõ, cho nên mới mở ra đó. Tiểu học, trung học, đại học Phật giáo đó là để cho lớp thinh văn, cho nó học giáo lý Phật, lớp thinh văn. Lên đại học cấp 3 hoàn chỉnh, tức là đến cái bậc thinh văn là lên duyên giác, rồi lên tới Bồ Tát. Vào cao học tột đỉnh đầu đà, thành tựu cảnh Phật Di Đà, giáo hội tứ hệ tăng già hào quang. Đây, tứ hệ, chữ hệ với chữ hải đó, và Di Đà hải hội đó. Tứ hệ, hệ là hải đó, thành ra mang cái chất nhựa sống A Di Đà Phật. Tây phương cực lạc Di Đà hải hội là đây, Việt Nam thánh đức là đây, Việt Nam Phật quốc là đây, có đầy đủ bốn hệ mà Di Đà hải hội, bốn hệ tức là tứ hải hải hội. Nam mô An Dưỡng Quốc, cực lạc giới Di Đà hải hội vô lượng quang Như Lai. Bốn loài sen nghiêm trang tứ chúng. Bây giờ hôm nay mình nghe nói là thanh sắc, thanh quan, bình sắc, bình quan, xích sắc, xích quan, bạch sắc, bạch quan, mà mình không hiểu bốn màu ca sa ngày hôm nay. Ngày hôm nay bốn màu ca sa mới xứng danh gọi là thanh sắc, thanh quan, bình sắc, bình quan, xích sắc, xích quan, bạch sắc, bạch quan. Thanh sắc, thanh quan là thanh văn của Bắc Tông, rồi duyên giác của Nam Tông, Bồ Tát của Khất Sĩ, và Phật Phật Tông này nó đầu đà bỏ hạnh nữa. Quá tuyệt vời. Liên trì hải hội là đây, Tây phương cực lạc, thánh quốc Việt Nam là đây. Hợp căn cơ tu đúng thì thành. Nhớ nghe, tu đúng chứ không phải là lơ thơ là được. Người ta ngồi một thời, một ngày bốn thời, một thời hai tiếng. Còn này mình ngồi có hai phút rồi mình chạy rồi nha. Ngồi hai phút với hai tiếng khác nhau nha. Ăn một muỗng cơm và ăn hai tô khác nhau nha. Hệ nào cũng đủ pháp hành. Tức là Bắc Tông có pháp hành Bắc Tông, Nam Tông có pháp hành Nam Tông, Khất Sĩ có pháp hành Khất Sĩ, và Đầu Đà có pháp hành Đầu Đà. Tuyệt vời, Di Đà hải hội Tây phương cực lạc Việt Nam tại đây. Bốn nhánh một gốc, lá cành tàn to. Tức là một gốc giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và hôm nay cái tàn to khắp năm châu bốn biển, và Minh Tuệ diễn đạt thành công cái phấn tạo Đầu Đà bộ hành tuyệt vời tại Việt Nam, cho nên Việt Nam trở thành thánh quốc lãnh đạo toàn cầu là đây. Cảnh ly lâu thơm tho nước Việt, trước quên tàu sự thiệt ngàn xưa, căn tiên cốt thánh kế thừa, ngày nay Minh Tuệ lọc lừa thành công. Việt Nam á, có cái cơ sở ly lâu mà Đại lão Hòa Thượng Khương Tăng Hội đã dịch cái bộ kinh gọi là Tứ Thập Nhị Chương tại Ly Lâu của miền Bắc đó. Rồi 500 năm sau đó thì ở bên Tàu mới có gọi là Phật giáo Bành Thành. Phật giáo Việt Nam có trước Trung Quốc 500 năm. Vì vậy cho nên cái mà có trước ngày hôm nay, kết quả trước. Gốc hồng bàng thần nông Quỳnh Đế, đó là ba vị vua Hiên Viên, thần nông Quỳnh Đế là ba vị vua hồi xưa đó. Đến Nghiêu Thuấn thừa kế căn tiên, trăm họ sống rất bình yên, tập kinh cốt thánh căn tiên bọc đồng. Khi mà quân Tàu đô hộ 1000 năm, nó sửa luật hết, sửa tên, sửa nước, sửa hết tất cả các cái đấy. Thành ra sửa lại là dân nòi giống hồng bàng á, lạc long đó, đó là mẹ Âu Cơ lấy rồng đẻ trăm trứng. Các nhà khảo cổ, các nhà học giả, các bậc trí thức người ta nghi không hiểu gì sao, thì hôm nay sư nhờ Phật Bách Quán chỉ rõ đó là Tàu sửa luật đấy. Ngài chỉ rõ là sau khi Lư Hạnh Thao là cha ruột của Lư Huệ Năng đó, là thứ sử bên Tàu, mới thấy rõ được cái bộ lịch sử xưa của Hồng Bàng.
Và ngài đó, bây giờ ngài đem cái bộ lịch sử xưa đó chôn tại núi Hồng Lĩnh, mà không biết ngọn núi nào trong 99 ngọn núi của Hà Tĩnh đó. Đấy. Thì cái lịch sử thật đó là Hồng Bàng trùm khắp Lạc Long Bách Việt là trăm nước nhỏ, mà trong đó đó nước Tàu là một nước nhỏ ở trong cái sự lãnh đạo của Lạc Long Bách Việt đó. Là con cháu của Việt Nam. Nước Tàu Trung Quốc ngày nay là con cháu của Việt Nam, kêu Việt Nam bằng ông cố nội. Thời cổ đại bụi lùm hang đá, tức là cái từ xa xưa đó, hàng thánh tiên cảm hóa độ cho muôn năm hạnh phúc ấm no, trăm nước trăm họ thơm tho lớn dần. Họ Hán họ Tàu đó đều là nằm ở trong cái trong nước đó, thời kỳ trong nước đó. Ngày hôm nay Trung Quốc lấy thịt đè người, lấy đông dân vậy thôi, chứ sự thật là cháu nội của Việt Nam đó. Từ vật chất tinh thần tiềm thức phát triển nhanh, đạt mức văn minh, cây lá hoa trái kết tinh, hạt giống trí tuệ hữu tình nở hoa. Nam mô Minh Tuệ Phật Đầu Đà Bộ Hành Việt Nam. Minh Tuệ thật sự, đây là cái nét đặc trưng mà con người thấy đó, hiện hữu. Cái trí tuệ minh mẫn, cái sự sáng suốt mới nhận ra được cái hệ phái Đầu Đà. Bốn hệ phái hiện ra giáo hội là giúp Việt Nam tắm gội sạch trần. Nhớ hả? Mình phải sám hối ăn năn. Mình đã bỏ qua cái cơ hội mấy ngàn năm trước, từ Ly Râu cho đến hôm nay, hơn 2.800 năm đó. Thì mình thấy rằng cái mà mình đã dại khờ, mình bỏ qua cái tổ tiên của mình đã gây dựng đó, Kinh Tứ Thập Nhị Chương chưa được phổ biến nhiều đó. Đáng lẽ thì mỗi chùa Nam Tông, Bắc Tông, Khất Sĩ đều là phải trưng dụng cái bản đó viết thật lớn để mà cho môn dân có tánh học Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Rất là hay. Đủ sức tu dưỡng tinh thần minh tệ, giáo tổ thanh bằng không than. Dạ, hôm nay mình nhìn kỹ coi có ai là một bậc giáo tổ thanh bằng như vậy không? Và cái bộ hành rốt ráo, cho nên được các tôn giáo bạn tôn trọng Minh Tuệ là bậc thầy. Nghe các ông cha linh mục nói mình thấy thương. Minh Tuệ không khác nào Chúa Giêsu xả bỏ tất cả làm thành công. Chúa Giêsu năm xưa cũng vậy đó, đi theo con đường Phật đi mà làm nên cái gọi là công giáo. Hôm nay Minh Tuệ làm nên cái Đầu Đà tuyệt vời. Ba hệ phái Bắc Nam Khất Sĩ mà nâng Đầu Đà trực chỉ bộ hành. Minh Tuệ phát triển lá cành, bốn chữ ký đủ phước thành tương lai. Hôm nay mình sống với cái đất nước Việt Nam thống nhất và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, ba hệ phái đã làm thành, đã nâng đỡ cái Y Phấn Tạo Đầu Đà Bộ Hành ngày nay rất tròn, rất sáng, mà cả thế giới không làm được. Cả thế giới khâm phục cái đạo đức Việt Nam. Nội thấy cái như là cái vị dân biểu quốc hội đề nghị đó. Ngày hôm nay Minh Tuệ đi để mà khơi cái mạch sống tâm linh của dân tộc Việt Nam, phải nói là dân tộc Việt Nam đạo cao đức trọng, tự nhiên không ai biểu ai mà tự nhiên đi đội mưa đội nắng ngoài sương mà đến đảnh lễ. Minh Tuệ đâu có kêu đâu có rủ biểu gì đâu, mà đây là cái đạo đức tâm linh của Việt Nam nó quá mức lớn, lớn hơn cả thế giới, cho nên xứng đáng là quốc giáo Phật quốc Việt Nam để cho con người ta tôn kính. Mà Minh Tuệ ngày nay rất là đáng tôn thờ, một đấng giáo tổ, một đấng giáo chủ, là một Phật thật của Việt Nam, noi gương năm vị Phật trước. Thì Phật Minh Tuệ đủ bốn màu ca sa. Cái hay là chỗ đủ bốn màu ca sa, nghĩa là trên người Minh Tuệ có Bắc Tông, có Nam Tông, có Khất Sĩ và Đầu Đà vượt trội, để ai cũng thấy rằng Phật Thích Ca Mâu Ni cúi mình sát đất, hạ mình sát đất để gần gũi Thủ Đà La mới có cái Đầu Đà. Và có cái Đầu Đà, Đại sư Ca Diếp là nổi bật
kéo dài 120 tuổi thọ đó. Quá tuyệt vời luôn. Thì hôm nay Minh Tuệ đã làm. Thành ra với tiêu đề này mọi người nên chú ý thật rõ đó ha. Minh Tuệ bốn màu ca sa. Trên hình ảnh của Minh Tuệ có đủ bốn màu, đã nói lên cái tinh thần Quốc giáo Phật giáo Việt Nam mình có đủ bốn hệ. Bốn hệ là hải hội đó, giáo hội là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó. Cái hải hội này phải lượm bỏ những cái rác rưởi ra, cái bùng trịnh ra, cái xấu xa ra, cái đê tiện ra, cái tham sân giận ra, tắm gọi cho sạch lại. Thì giáo hội Phật giáo Việt Nam của mình đó là Liên Trì Hải Hội Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang Như Lai, Vô Biên Quang Như Lai, Vô Đối Quang Như Lai, Vô Ngại Quang Như Lai. Quá tuyệt vời. Nam Mô Minh Tuệ Phật Phấn Tảo Đầu Đà Bộ Hành Việt Nam chứng minh.